Ok, vừa rồi em mới làm một đoạn intro để cho quý khách hàng tham khảo tiếng nổ của một con Austin 041 AV Electron. Cây này thì đẹp xuất sắc, đẹp rất là xuất sắc, lần đầu nhìn rất là mướt mát trắng trẻo luôn. Đẹp xuất sắc, tiếng nổ cũng rất là chất luôn, rất là đẹp luôn, làm còn rất là dày, mọi người thấy không? Con này đang trang bị động cơ là 61cc nha mọi người. Đường kính xi lanh là 44 mm. Con này thì em bán cũng rất là nhiều rồi, rất nhiều cái khách hàng sử dụng và nói chung là có lời khen. Thì máy thì em đã chuyển từ vít lửa sang IC nên mọi người cứ an tâm mà sử dụng, rất là ít trục trặc. Mặc dù là lửa của IC thì nó hơi yếu một chút nhưng mà ngược lại thì nó ổn định hơn, cái độ ổn định nó rất là cao. Đó. Thật ra thì làm một con máy này ấy, thì rất là nó cực, rất tốn rất nhiều thời gian, làm thì phải đàng hoàng thì mới sử dụng được. Nói chung là làm một con máy gọi là cổ thì không phải nói cổ quá đâu, nhưng mà nó đời lâu lắm rồi. Thì bỏ rất nhiều là công sức, công sức và kinh nghiệm ra để mà làm, chứ không phải đơn thuần mà muốn làm được là làm đâu. Đây này phải có một chút kinh nghiệm, xử lý nó thì nó mới theo ý muốn của mình được. Nếu mà làm mà không đúng bài đúng bản thì thật sự mọi người ấy về là xài không có được đâu. Em bán rất là nhiều máy 041 này cho các bác ngoài Bắc Trung Nam có hết. Nói chung là chuyển qua IC là xài. Là các bác chẳng chê gì hết. Các bác thường ủng hộ thì 2-3 cái luôn. Rất là vinh dự luôn. Ok, máy còn nói chung là máy còn rất đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Đảm bảo mọi người di nguyên bản về chỉ việc làm lên IC là xài thôi. Tiếng máy mọi người không? Tăng 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 tăng. Đặc trưng của con Austin 041. Cực kỳ nhạy nổ luôn. Mà con này nếu mọi người nó sẽ có những cái lưu ý như sau. Nếu quý khách hàng nào mà sử dụng e gió này, đây là bộ phận e gió này, giật mà nó ho lên một tiếng rồi khoảng 3 cái, và giật nó không ho hay nó ho lên thì hất xuống, hất lên này, muốn mau nổ thì bóp một tí ga ấn chốt vậy nó sẽ mau nổ hơn ha. Thì khi mà quý khách hàng giật đóng e này, giật 3 cái không nổ, hất lên giật không hoài không nổ, là các quý khách hàng phải nghi đến vấn đề là nó lên xăng nhiều quá, nó sẽ ngộp xăng. Nó ngộp thì em sẽ chỉ cho quý khách hàng cách trị bệnh ngộp như sau. Đó là bật công tắc lên, hất e lên, tức là mở e gió ra và bóp hết ga này giùm em. Cứ cắm đầu cắm cổ giật 5 đến 8 cái là nó sẽ nổ. Đó là cái cách trị bệnh ngộp. Đó, tức là lạ lắm mới sử dụng thì có thể trường hợp đó rất là hay xảy ra. Nên quý khách hàng phải nhé, quý khách hàng phải nắm được cái vấn đề là xử lý cái bệnh ngộp xăng là như vậy. Đó là chỉ cần bóp hết ga và cắm đầu cổ giật là sẽ nổ. Đó, quý khách hàng nên nhớ lưu ý điều đấy nhé. Còn tụi em là thợ thầy, tụi em quen cái e đó rồi. Chỉ giật 3 4 cái mà không nổ là biết cái gì đó. Tìm cách xử lý ngay. Ok. Thật ra con những con máy này nó công suất rất là lớn, giật rất là nặng, nó không có trợ lực, không có mạng van xả áp như cái dòng máy đời sau như này, nó là đời đầu mà. Đâm là này, quý khách hàng giật khoảng 5-10 cái không nổ là thật sự một là bực mình, hai là nó đuối để giật không nổi. Nó cái tâm lý này quý khách hàng không nên giật nhiều nó không có tốt. Đó, giật khoảng 5-10 cái mà em chỉ những cái chiêu như thế mà không được, mình tháo buri ra mình kiểm tra buri ướt hay khô rồi bắt đầu mình có phương hướng xử lý tiếp. Nó là như vậy, quý khách hàng lưu ý vấn đề đó ha. Rồi, quý khách hàng mua hàng xin liên hệ qua Thắng Máy Cơ Xích qua số điện thoại 0974644973. Bên em có ship CR toàn quốc, giao hàng tận nơi, nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại. Quý khách hàng muốn mua hàng thì phải đặt cọc cho bên em một ít tiền, vài trăm ngàn thì bên em sẽ ship hàng nhé. Các bác nào mà muốn không muốn đặt cọc thì không hợp tác với bên em được. Rất là thông cảm, đừng có gọi nhiều để cho nó tốn thời gian. Nhiều khi đây có đấy em lại từ chối thì nó cũng ngại ra. Các bác thông cảm vấn đề đấy nhé. Rồi, ok. Em xin phép chụp tấm ảnh và xin chào mọi người. Hẹn mọi người ở video lần tới nhé. Em chụp tấm ảnh nhé. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều.